là hôm qua là mẹ ra hộ em là làm gì? Đại Hải thì có thể là chia sẻ cho các bác cùng biết rằng là hôm qua mẹ là ra hộ cái gì không? Mẹ ra đây vun ngô ạ. Vun ngô à? Vâng. Vun ngô xong thì còn làm thêm gì nữa không? Còn xem cây mận kìa. Xem cái mận á? Vâng. Chỉ xem cái mận thôi à? Hay là làm gì? Không phải là xem ạ. Là làm những cỏ không. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Lời đầu tiên cho hai anh em xin gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả các bác ở trên kênh và mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Hôm nay cháu Lực lên thì có một câu chuyện là cháu Lực muốn chia sẻ lên cho tất cả các bác ở trên kênh là cùng biết luôn. Không biết, không hiểu tại sao cái lý do gì mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì là người mẹ của các em là hay ra để hộ làm việc này, việc kia các bác ạ. Đấy, còn hôm qua thì lại hộ thêm một cái việc nữa. Bây giờ thì cháu Lực sẽ hỏi em Hải để xem là hôm qua là mẹ ra hộ em là làm gì. Đại Hải thì có thể là chia sẻ cho các bác cùng biết rằng là hôm qua mẹ là ra hộ cái gì không? Mẹ ra đây vun ngô ạ. Vun ngô à? Vâng. Vun ngô xong thì còn làm thêm gì nữa không? Còn xem cây mận kìa. Xem cây mận á? Vâng. Chỉ xem cây mận thôi à? Hay là làm gì? Không phải là xem ạ. Là làm những cỏ hôm qua em với anh làm. Làm cỏ á? Vâng. Cái đấy thì cũng là vun. Đấy gọi là vun gốc cây mận. Thưa các bác, phải chăng là người mẹ các em đã thay đổi và ăn năn rằng là muốn mong muốn rằng là sẽ được là hai em tha thứ không cô bác nhỉ? Cháu Lực cũng đang không hiểu là lý do tại sao mà mẹ ra đây. Thế là hôm qua là mẹ ra thì em có gặp không? Em đi học về em thấy rồi ạ. Đi học về thấy à? Vâng. Thế thì mẹ có ở lại chơi lâu không hay là về hay là làm xong thì về? Làm xong thì về luôn ạ. Làm xong thì về à? Vâng. Mà mẹ là đi bộ chứ hay là có ai ra cùng không? Đi bộ thôi ạ. Đi bộ để về à? Vâng. Nếu mà đi đường tắt thì nó sẽ nhanh hơn cô bác ạ. Thời gian vừa rồi thì là cháu Lực cũng nghe tin rằng là người chồng thứ hai của mẹ các em cô bác thì đã ra đi rồi và để lại cho là cũng khá là đông con đấy. Và không biết rằng là được các bác giúp đỡ như nào, được các bác giúp đỡ hay là ra đây để không biết là được các bác giúp đỡ các em như thế này thì mới ra hay là bây giờ thấy cảm thấy là mình đã làm sai và muốn sửa sai hay là muốn báo đáp hay là muốn gọi là muốn quan tâm lại các em thêm một chút để mà cái thời gian vừa rồi thì đã làm tổn thương các em. Hôm nay ra thì không có gặp mẹ của các em được cô bác. Thế Hải thì đưa anh đi xem là hôm qua là mẹ làm gì ở đâu nhé. Theo như hôm qua em Hải chia sẻ là giúp làm vun là những cái gốc cây mận. Là vun ở tận đây à? Vun ở đây à? Ồ, nhưng mà mới thôi thấy là vẫn còn chưa là vun được sạch lắm đâu. Đây đấy còn cỏ này. Đấy, vun xong thì một tí nữa anh em mình đang tranh thủ là buổi chiều thì tưới luôn nhá. Vâng. Vun nhiều không? Một ít à? Là có vun hết không? Vun hết á? Vâng. Ồ. Thế là hôm qua là ai cùng mẹ em lên trên đấy để mà vun ngô? Có anh Sử đi cùng không? Không rồi. Không có anh Sử à? Vâng. Những chỗ này thì bảo anh Sử là anh ấy dùng máy phát hết đi nhá. Vâng. Phát hết để cho nó hết cái cỏ dại nó đi. Vâng. Hôm qua là thấy là mẹ là về là hộ vun những cái gốc mận này. Anh
Thế hôm qua về thì anh Sử có ở không? Anh Sử không ở đó. Anh Sử không ở á? À, chỉ có ông ở dưới nhà cũ. Thế nhưng mà tại sao lại mẹ lại biết ra nương của các em? Chắc là mẹ xuống nhà cũ hỏi ông ạ. Mẹ xuống nhà cũ là hỏi à? Vâng. Tại vì là ruộng nương của các em thì có như nào thì là người mẹ cũng đều biết hết cô bác ạ. Thành ra là quay lại và làm cái điều đó. Đây một tí nữa thì anh em mình là tưới những cái gốc mận này nhá. Xem là có cây nào mà nó bị chết không. Cây nào mà nó bị chết thì mình còn biết là lấy nó ra. Như Hải đã xuống xem những cái gốc lê ở dưới kia chưa? Rồi à? Gốc lê đấy thì có cây nào bị chết không? Không đâu ạ. Không có à? Vâng. Thế là bây giờ là để tí anh lên thì là sẽ cùng Hải là tưới đây nhá. Vâng rồi, hiện tại là nhà kia là đang bật nhạc. Đây, có lẽ là cháu được xé lên trên là bảo tắt đấy. Kia là nhà ai, nhà Hoa à? Có xô thì có một cái thôi à? Bây giờ Hải lên trên thả nước về đi nhá. Hải thả lên trước nước trên kia về xong là tí mình là dùng cái vòi để mà tưới luôn. Mà khô này thì phải tưới tầm độ tầm 2-3 gáo mà Hải á. Tưới ở gần gốc luôn rồi, cây nó không cần tưới đâu. Đấy. Thế là mọi lần là em xách nước từ dưới kia lên tới à Hải? Phải tưới thêm đi, ít quá, phải tưới thêm nữa, tại vì nó nóng quá. Trời thấy rất nắng quá. Đây này, góc này. Đây này. Anh em mình lên trên thả nước về đi. Đây để xô đây. Lên trên nhà hàng xóm kia thả nước vào cái xô này một chút. Từ từ đợi anh nha, để anh hứng nước vào xô luôn đã. Có cục đá nào không Hải? Hả? Đá bể thôi. Đâu? Thế là... chú Hải đúng không? Đi đón con về đúng không? Đấy nha. Rồi được rồi. Rớt mà lèo. Ừ, phải đi khí ngay thôi. Có phải bác? Ừ. Như là con của chú về nhỉ? Vâng. Con cả đúng không? Vâng. À, đi làm về à? Không phải đi làm về không? Hả? Cả chú. Cái kìa, đi xuống cái kia rồi. Kìa. Thế đúng rồi. Có lẽ là phải dừng cái hình một chút đó các bác ạ. Nên trên này là xin phép tắt nhạc một chút. Người ta kiểu người ta không có muốn cho được ghi hình nhé. Vừa rồi thì lên trên này thả một chút nữa các bác. Đấy, tuy nhiên là cũng muốn ghi hình lại. Nhưng mà nhà chú trên này là nhà thanh niên trên này là mở nhạc to quá. Về đúng không? Cái mùa cái nước ấy, vào cái mùa này ấy, thì nó cũng khan hiếm của bác ạ. Thành ra là
Tôi cũng về có một tí thôi. Về có một tí nhỉ? Đấy, mong rằng là cái nguồn nước ở dưới này này cô bác này là nó sẽ chảy không ngừng, để mà nếu mà nó chảy không ngừng thì là có thể là xây một cái bể dưới này. Nhưng mà xây bể là phải xây bể ngầm, không được cao quá. Cao quá thì nữa không lấy được nước. Hải mà cứ chịu khó mà chăm cây như này thì độ tầm là chắc là sang năm sau là có quả đấy nhỉ. Hải có biết là cái cây này là nó thuộc dạng là cây quả gì không? Không biết đâu. Không biết á? Hải thấy cái quả mận mà ăn nó ngọt không? Quả mận mà ăn ngọt đấy. Đấy. Sau này nó ra như thế. Xôi thì không có một cái được cô bác. Xôi này là dưới nhà là mấy ông cháu là cũng chỉ đựng đồ để mà giặt áo này. Chậu ở nhà thì còn nữa, chậu to ấy. Còn. Tròn đúng không? Ừ. Trước thì cháu Lực mua là chậu là nhiều hơn chứ không phải là cái xô. Bây giờ thì tới được mấy gốc rồi nhỉ? Chắc là độ tầm là 5-6 gốc thôi nhỉ? Ừ. Cũng hết rồi. Nào Hải hứng ra cái xô này đi. Anh xuống xem nó có nước chưa. Ở chỗ đấy Hải, tí Hải cứ tới xa xa trước đi Hải nhá. Xong à. Dưới này thì mình lấy đây luôn. Dưới đây cũng được rồi này. Cái tanh nước này thì thảo một lần thì dùng được rất là lâu các bác ạ. Hai lấy cái gáo đây anh, lấy cái gáo đây. Này. Chưa. Bây giờ Hải đi dưới trên này nhá. Xong rồi để anh đấy múc. Ca ơi. Ca ơi. Ca ơi. Ca ơi. Rút nước đi nhá. Nào để anh xách cho xong rồi Hải tưới. Con xô có vẻ đầy quá. Bỏ anh kia cứ rút nước đi. Rút lên nè. Xô thì cũng chỉ tới được tầm độ 3 góc thôi, cũng không có tới được nhiều. Xong rồi đem vào đây để anh tiếp tục anh lấy nước cho. Hải bỏ cái xô đây nhá. Xô đấy. Có cái xô ở đấy. Lấy cái gáo cho anh. Cái này là gọi là cái gáo nhá. Gáo múc nước. Rồi. Đặt đây. Cứ bỏ đầu thấp đi, bỏ dưới này. Đây may là cái nước này nó còn đầy tắc quá nên là sẽ được múc ra được luôn đấy.
Ôi, xin đi. Đây, chắc là tưới mấy cái cây dâu này hôm nọ thì được bạn Phạm là gửi cho. Cái này Hải phải nhổ nhổ gốc với Hải ơi. Cái này là cây quả dưa đúng không? Dưa mèo đúng không? Sau này cái quả dưa mèo này sẽ rất là to các bác ạ, quả dưa mèo ấy. Còn là mấy cái cây hạt đố này thì là được bán Phạm là gửi từ bên Mỹ sang các bác ạ, cây đố này. Hải nhổ gốc nhá. Mấy cái cây này của bác này là từ giống từ bên Mỹ sang đấy. Nói thật sự là lên trên nhà gần nhà của Hải này của bác này có loại cây này nhiều quá, không biết là làm cách nào để mà nó hết được. Nhưng mà nếu mà để mà hết thì chắc là có khi là mình không có không để cho nó triệt được hết được. Tại vì là nếu mà nó lớn lên như này rồi, những cây như này này lại lớn lên thì nó có quả lại rơi. Ôi cây này thì lớn lắm Hải ơi. Đây Hải tưới đi nhá, ôi giời. Sẵn quần lên. Hải tưới nhá, xong anh nhổ đến góc này cho. Chỗ này là sau này có một vườn dưa mèo đấy nhờ. Thế này là ai trồng? Anh xử với em trồng à? À. Góc này anh tưới rồi, tưới những góc này này. Đây những cây nào cây này mà em không tưới này, em nhìn xem nó héo hết rồi. À, trên này lại bật nhạc rồi. Vừa mới lên nói bảo là xin một tí nữa để bật. Thế mặc dù là người ta không có bật ảnh hưởng tới mình cả. Ảnh gọi là bật như nào cả cô bác ạ. Thế nhưng mà trong lúc mà cháu Lực đăng ký hình ấy, thì nếu mà nghe thấy tiếng nhạc lạ ấy, thì sẽ bị sợ rằng dính cái bản quyền nhạc ấy. Tươi đây. Chỗ này có một chỗ này trồng đố gì đây? Đố cú à? À. Ôi đừng có đổ thế nó chết rồi. Đừng có đổ thế. Em phải tưới rau, em phải nhổ đồ như này này cây, bởi vì cây này nó còn non đấy. Đây các cây này phải hướng dẫn ra. Đây làm như này. Đấy. Rồi là đổ nhá. Đấy. Rồi. Đây còn một cây này. Ui à, mấy cây to lớn nhỉ. Hải đi nhà lấy thêm cái dao về đấy để hai anh em mình phạt cây luôn này. Ôi, nguồn nước này thì cực kỳ là mát các bác ạ, nguồn nước này và nó cũng rất là trong. Ở đây thì nó từ trong này ra này các bác này. Đây, xem một chút này. Đây, cũng có ra gọi là ra một tí thôi. Đây có vẻ là như là năm nay đào cái nền nhà này xong thì cảm giác như là nó có nhiều nước hơn, cảm giác như là nước nó chảy không ngừng đấy. Ở đằng sau thì cũng có, nhưng mà có một tí thôi các bác ạ, đằng sau đấy. Này là về là bảo sửa là dùng cái máy phát cỏ phát tận gốc đi nhá. Vâng. Đây này. Những cây này thì phát nó đi, Hải phát ở trên kia nhá. Cái máy phát cỏ thì là nhà của 36 thì cũng có đầy đủ hết cô bác ạ. Hay ngày mai phát qua cái chỗ đây một chút, ngày mai thì bảo em sửa em sẽ phát ngang cả cái vườn này luôn. Ôi cái này có rất nhiều lắm ấy nhở. Cái
về mà bị té mà bị vấp phải là ngã vào kia thì chắc là cũng bị đâm nhân nhức người đấy. Ủa, cây tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hay chỉ phát qua cái cây này một chút thôi, ngày mai thì sẽ để em xử, em mới dùng cái máy phát để cho nó sạch xanh luôn. Rồi, bên kia thì thôi Hải ơi. Thế là, hay là Hải muốn phát hết? Cái này có cắm cột không? Quả này, cái quả này không cắm cột thì làm sao mà sau này nó giả đu, nó giả tràn lan ở đây à? Nó tràn lan đây thôi à? Hả? Ủa chưa tới à? Thế thì đi lấy xô về tới đi. Nước về đi. Tí nữa thì quên cây này rồi nhỉ? Tí nữa thì cây này không được uống nước rồi. Hải đây nước về nhá. Anh đây anh nhổ đi, đợi nhá. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nhìn thấy ông là về dưới nhà dưới thôi cô bác ạ. Đi lấy có củi về thôi. Tới cây này xong thì cháu Lực sẽ cùng em Hải đi ra xuống dưới để mà gặp ông một chút. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Vậy ngôi nhà của các em thì đến chiều tối như này cô bác này. Mấy cây này thì là cháu Lực không thể mà chặt đi được cô bác ạ. Tại vì nếu mà chặt thì sợ rằng sau này nó bị ảnh hưởng tới đất đấy. Nhìn phía trên kia thì có một cái ngôi nhà rất là đẹp và rất là nổi trội là ở trên này rồi cô bác. Ở về bên ngoài này thì nếu mà trong thời gian tới nếu mà bị dột nhiều quá ấy, thì cháu Lực cũng rất là mong nó không phải là bị dột cô bác, nó bị nước mà nó bị mưa cô bác, nó bị hất vào bên này thì hất vào và phần phía hiên nhà ấy, trong nhà thì chắc chắn là nó không có vào được đâu. Thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong sẽ được những cái sự hỗ trợ và cái sự trợ giúp của các ông cũng bảo là làm cho em sửa một cái mái hiên, làm cho bao cháu một cái mái hiên ở phần nào trên này thì cột nó sẽ trồng ở tận đây thì sẽ không có bị ảnh hưởng gì cả. Như Hải ơi, nếu mà Hải cho anh hỏi trời mưa to thì chỗ này có bị hát vào cái phần hiên nhà này nhiều không? Một tí thôi. Một tí thôi à? Vâng. Nhưng mà nếu mà mưa to thì chắc là vào nhiều hơn đấy nhỉ? Vâng. Đi xuống dưới để mà xem ông là vừa đi lấy củi về như thế nào không á? Thật là cũng đọc được rất là nhiều những ý kiến ở bình luận ở trên kênh, các bác nói rằng là không nên cho ông đi lấy củi nữa. Thì thật sự ra để mà không nên, để mà cho không cho ông đi lấy củi một chút nào ấy thì là không có được cô bác ạ. Tại vì là thứ nhất là ông là cái người mà lao động chân tay là từ lúc mà còn rất là nhỏ rồi, thậm chí là nhỏ hơn cả em Hải nữa, là ông đã biết đi ra ruộng ra cộng đồng, đi vào trong rừng để là lấy củi lấy cỏ rồi.
ông thì không biết là đang làm gì đấy. Này đang làm gì đấy? Ô phó gì này à? Phó á? Ô vu mày đóng á này chứ? Ô vu mày đóng á? Ô vu mày đóng á này à? Ờ ừ. Giờ phải phó thuốc hết rồi. Ừ. Đây này ông mày mình đúng không? Ông định là đốt chỗ này một chút đấy. Cháu Lực bảo là đốt chỗ này là cháy rừng đấy. Ông hát ra bên kia một chút. Vậy giờ phó tân ngum rồi, ít thuốc bổ bắn đấy. Ừ. Thôi tổng ý này phải nửa ấu ướt nữa mà. Sân chạy, sân trèo lên trên này hớt ra mấy cái đất, mấy cái rác này xuống này. Giờ em tí phẩy mấy à? Em bỏ ốm mà. Bỏ mà nữa. Phấu, này phấu liệu vã, ổ vã đi bị tốt phát cái giờ đấy nó dễ nổ. Có bật lửa đấy không em? Không có à? Sân chạy đi lấy bật lửa về cho ông đi Sân. Cho ông đốt đi. Không, ông có bật lửa đâu. Vậy ông thì năm nay cũng đã gần 80 tuổi rồi các bác đấy. Nhưng mà ông vẫn còn rất là chịu khó là chịu khó làm đấy. Thỉnh thoảng đôi lúc thì ông có đi chợ là uống một tí rượu. Đốt ơi có con gì à? Cái này mà đốt mà để vào cái chỗ cái quả quả dưa chuột nhỉ, cây quả dưa chuột đấy thì rất là tốt này. Đất ở trên này thì có phải là đất của ông hay không? Trên kia không phải à? Là mấy cái búi này đúng không? Ở đây thì cũng có một cái cây lê này các bác này, nhưng mà cây lê này nó thuộc dạng là lê chắt đấy, ăn nó rất là chắt. Ui ôi cái bạn chóng này là tóc sao dài đấy à? Này sắp thành khá bảnh rồi, mày cắt chỗ này thành khá bảnh rồi, không dài quá. Nào anh cầm tăng đơ lên cắt cho, cắt đâu cho cắt đâu có à? Em nào anh cầm tăng đơ lên cắt cho, tóc dài quá rồi. Đây đi ra quán cắt thì là một cái quả đầu mà cắt cũng tầm độ là 30.000 đến 40.000 đấy các bác. Thì thành ra là các em không có tiền để mà đi cắt, thành ra là ở nhà là cũng chỉ cho bố là cắt cho thôi. Ông kéo lên một tí nữa ông đốt cái lá cây khô này thì nó sẽ không có bị lan lên trên các bác. Mày hô đứa éo chết này mày dân bóng đồ. Lát nữa mày dân rồi nếu mày bảo mà không cẩn thận là đốt mà nó lay ra kia là cháy nhà trên kia là chết mệt đấy. Điên này chắc này chốc xây rồi vậy rồi chắc này à? Chắc cũng muốn xây rồi. Cháy rồi đấy nhở? Mà này tiên là sân đúng không? À. Bạn này là hơn tuổi Hải à? Vâng. Ồ, hơn tuổi Hải mà nhỏ hơn Hải nhỉ? Hơn tuổi Hải mấy tuổi? 1 tuổi. Hơn 1 tuổi à? À, là năm nay được 13 tuổi đúng không bạn này ấy? Lớp 9. Lớp 9 rồi đúng không? Đây là cái gì đấy anh xem nào? Cái gì đây? Làm kiếm à? À, đây. Bây giờ thì ông đốt chỗ này cũng cháy to quá rồi các bác ạ. Đấy, cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Vậy hôm nay lên với lại em sửa với em Hải. Thì em Hải thì em sửa hiện tại là đang đi lấy củi em muốn trở về. Có một mình em Hải là ở nhà thôi. Đấy, hôm nọ thì thế là hôm trước mà đi lấy rau ấy thì là sau cái hôm lấy rau đấy thì còn có ly lấy được
Một chút nào nữa không? Được một tí về. Được một tí à? Vâng. Thế đi bán thì được bao nhiêu tiền nữa? Không mang đi bán được. Chưa mang đi bán à? Vâng. Thế là đủ để ăn thôi à? Vâng. Thế là lần nào mà được nhiều quá thì là mới đem đi bán à? Vâng. À. Đây, tiền này đi bán thì phải là tiết kiệm cẩn thận nhá. Vâng. Đây, để vào trong cái trong phòng ấy, trong tủ ấy, xong là khóa lại. Vâng. Đấy. Để tầm độ 2 năm nữa anh về là xem Hải tiết kiệm được tầm bao nhiêu. Vâng. Sang năm mà Hải héo lớp 9 thì tiết kiệm được bao nhiêu. Vâng. Thì đến lúc đó thì nếu mà anh nói chuyện với anh Sử xem là cái tình trạng, xem là cái cuộc sống đến lúc đấy của mấy anh em sẽ như thế nào. Vâng. Thì anh sẽ hỗ trợ là Hải cùng với lại các bác ở trên kênh. Vâng. Là giúp cho em Hải đi học cái học cấp 3. Vâng. Em có ước mơ đi học cấp 3 không? Có ạ. Có. Vâng. Ước mơ đấy thì ước mơ từ năm lớp lớp bao nhiêu rồi? Từ năm lớp 6 ạ. Lớp 6 à? Vâng. Ở làng của em, làng của các em ấy, các bác thì ít, hầu như là không có ai đi học đến cấp 3 luôn. Chỉ có là nhà thí dụ như là bác trưởng thôn này, bác trưởng thôn về hưu ấy thì là được đi học cấp 3 thôi. Thế còn mọi còn lại thì cũng chỉ đi học đến tầm lớp 9. Nhiều nhất là lớp 9 quay đầu, và thậm chí là còn là đến lớp 6 như tầm tuổi em Hải, tuổi em Sử là người ta đã bỏ học để ở nhà là phụ giúp rồi. Nhưng mà chắc chắn là sau này khi mà em Hải là em ấy đi học với cô bác thì anh Sử một mình ở nhà sẽ làm mà vất vả hơn. Thì không biết là em Sử, nó cho Lực cũng nói với chuyện em Sử rồi, em Sử cũng rất là mong muốn là em của mình được chạm đến cái ngôi trường cấp 3 để em biết thêm nhiều điều hơn cô bác nhé. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.